Cũng trong sáng nay, huyện Hòa Vang long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Trong đợt giao quân năm 2023, huyện Hòa Vang có 225 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Đối với 180 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ được điều động về 7 đơn vị nhận quân gồm Sư đoàn Phòng không 375, Lữ đoàn Thông tin 132, Biên phòng thành phố, Bộ tham mưu quân khu 5, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Lữ đoàn Thông tin 575 và Trung đoàn Bộ binh 971. Để quản lý tốt số thanh niên nhập ngũ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương gặp mặt, vận động, thăm hỏi, tạo tâm lý thoải mái cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Tôi cũng thấy phấn khởi, hào hứng. Vào môi trường quân đội thì tôi sẽ quyết tâm là thay đổi bản thân mình, cố gắng rèn luyện sức khỏe, ra sức thi đua và học tập, đem nhiều thành tích về cho huyện nhà. Trong không khí nô nức của ngày hội tổng quân, các gia đình tân binh cũng động viên con em mình ra sức phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Tôi là ở xa bác, cháu đây là ở thôn Nam Mỹ. Tôi muốn các em và các cháu để làm nhiệm vụ tốt để bảo vệ đất nước và tổ quốc mình. Sau các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng đại diện lãnh đạo huyện Hòa Vang đã tặng hoa, tặng quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, đồng thời mong muốn các chiến sĩ mới phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an nhân dân, ra sức thi đua, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.